Thank you.
cái rùa. Đoạn này rất là khó luôn các bạn ạ. Đằng trên kia có một cái đang bị hư cái gì ở trên đấy rồi. Chắn hết đường chắc không đi được rồi. Một chiếc xe cày các bạn nhé.
trời sắp mưa rồi các bạn nhé, nên là mình đang chạy theo cái xe cày hôm nay bị hư ở phía trước ấy. Để mà quay xe cày phía trước, nhưng mà bây giờ xe cày cũng bị cà rồi, còn cái xe độ sáu máy ở đằng kia cũng đang bị cà rồi, cả cái chỗ lúc nãy xe cày đang bị cà. Mưa sắp đến luôn rồi này. Lún rất là sâu luôn. Đi đâu đây? À, xe của bên nhà anh à? Lại cả tiếp rồi. Trời đang mưa rất là to các bạn nhé. Ở bên đằng ngoài kia mưa to lắm luôn ạ. Cái đoạn đường sình lầy cũng rất là dài luôn. Đây. Xa luôn ạ.
hết cái đoạn đường khó rồi các bạn nhá. Bây giờ là đi vào một xíu nữa là đến đường bê tông rồi, nên là mình sẽ quay lại với cái xe độ đang bị kẹt ở phía sau á, chưa lên được các bạn ạ. Gốc nhỏ như gốc mục gì phải? Có phải chịu lên đâu? Chưa? Chắc vẫn được. Ôi, chưa chi lên rồi. Mấy cái này không chịu được đâu. Cứ thử coi. Kéo nặng lắm, chắc gọi là kéo thử thôi. Không đảm bảo đâu. À, lên luôn. Giờ kéo tạp xuống phía dưới này coi có lên không nhá. Ui dồi ôi. Không lên nổi rồi. Bật cái này. Rồi đứt cáp đấy. Lại bị hư cửa sau rồi các bạn ạ.
Gáy lạp à? Đây bạc của phát ở đằng sau kia gáy lạp à? Không thấy cầu sao quay rồi? Gáy lắp rồi các bạn nhé, nên là bây giờ tập tơi rồi. Bục luôn gốc cây. Nhưng mà không kê phải hòn đá có khi nó bùn không, nó không đến nơi đâu. Hòn đá cao quá. Tình hình là tối nay xe sẽ phải ngủ lại đây rồi. Và ngày mai anh Tài mới vào tháo lắp cái lắp mới được. Lắp cũ đã bị hỏng rồi các bạn ạ.